Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn Baby. That's right. Thì được rất là nhiều anh em yêu cầu, cũng như là hôm nay mình cũng có một cái gọi là thời gian rảnh vào buổi tối, thì mình quyết định là mình sẽ làm một cái reaction video cho một cái cipher của 1337. Thì đây cũng là một cái reaction đầu tiên của mình cho bên 1337 luôn. Thì đối với 1337 thì mình chỉ biết có một bạn là bạn Đại Vũ thôi. Tại vì trước đấy thì mình cũng coi Disneyland này, cũng có coi cái Nobit của Backstage đó, có Phúc Du á. Dạ, thì cái bạn Đại Vũ này được vào tới final, thì mình biết được cái bạn này bên 1337 thôi. Còn những cái bạn còn lại trong nhóm này thì mình cũng chưa gọi là nghe những cái sản phẩm của họ, cũng như là chưa biết tới. Thì dạ, yeah, thì thông qua cái sản phẩm này thì mình nghĩ là thông qua cái cyber này mình nghĩ là mình sẽ biết được nhiều rapper hơn, và cũng như là theo yêu cầu của mọi người ở đây thì mình cũng sẽ mình sẽ làm một cái reaction luôn. Dạ, yeah, thì ở đây cái cyber này dài tận 9 phút. Holy shit. Hôm nay sẽ dài lắm đây. Chắc là không mất thời gian nữa. Let's go baby. Và dành cho những ai mà lần đầu tiên xem qua cái channel của mình, hoặc là xem lâu rồi mà chưa bấm subscribe, tại sao vậy? Thì hãy bấm nút subscribe phía bên dưới nha. Ok, đừng có để nhắc hoài, làm ơn đi. Yeah, đừng có để mỗi video lúc nào cũng nhắc. Ok, thì như thủ tục của mọi video thì trước khi bấm play cái video này thì các bạn biết là mình sẽ nhắc nhở các bạn cái việc gì rồi đúng không? Always stay hydrated, đây không phải là quảng cáo mà đây là cái lời nhắc các bạn phải đi uống nước. Tại vì sao? Tại vì uống nước tốt cho sức khỏe, đừng uống nhiều quá. Nó nói nhiều mệt quá. Ok, let's go baby. That's right. You don't know shit. Hey, hey. Blue boy said so. Hang out with battle. You look like baby and be my lady. Give it my best shot. Call me if you get lost. My dick still get long. But fuck with me, you're dead wrong. Atlantis. Nơi bọn tao gang shit. Bao fan anh em tao gang. Ở trong áo sen với bad bitches. Show có cái bang it. For one night and no sleep. Là cô đồng bàn tơ quá. You spider girl. Mỗi sáng thức giấc tao không biết phải làm gì. Thì cả ngày tao tốn thêm nhiều calo. Yeah. Hay là tao dành thời gian hoàn thiện. Đồ đêm mỗi thì tao biến nó đánh giá cho. Tao nói money's my lord. Hold on. Chuyển hóa đồng tiền và thời trang để thực diện outfit thật đâu. Yeah, yeah, double minute. Ngõ 203, lướt trên con sóng và tao tới Đà Nẵng. Mở beat freestyle, trên đường cô bác Camel hai bấm. Mở một là gang gang, flex có mai cấm biển xe 29. Vẫn hay theo bánh răng, lướt theo ánh trăng. Tao ngửi thấy mùi xa hoa phú quý phảng phất mỗi khi tao bước đi ngang qua Gucci store. Thế nên tao phải ký bản hợp đồng. Một ngày tao rock with KDO, make me shine like P. Trong khu VIP, bọn anh chung sống trong một CD. Baby đứng đấy đánh dắt em đi gặp Alan T's. Yeah. Yeah, fishy on a way. Oh, 1337 này đông người quá ha. Mình không biết bao nhiêu người luôn á, tổng cộng. Tao và cả đều đã nhìn thấy no cap real shit. Đã biết rap thì ngậm mồm vào. Shut the fuck up little bitch. Em đi đến vào tối hôm qua và nói thật là siêu khít. Quá nhiều nên tao không muốn tiêu ít. Ít khi chốc và ít khi khóc. Trong thành phố tao bay nhảy như Peter Puck. Nightlife không bị bắt. Tao sẽ lấy tất cả những gì ở trong tầm mắt. Và tao muốn mày chứng minh được mày thực sự giỏi hơn tao. Có nhiều thằng học nhưng không cảm ơn tao. Tao đã chuẩn bị cho mày chỗ ở sân sau. Đừng có đi kể chuyện như thể là mình thân nhau. Đừng bốc phê khi quất mày gọi tao daddy. Anh không biết phải chọn ai nên là các em tự giải quyết. Hai verse trước, ok. Verse bài này thì ok, mình keep it real ha. Verse bài này mình cảm thấy nó khá là bình thường. Tại vì cái con beat nó căng nên là các bạn gật gù thôi. Còn về cái nội dung cũng như là cái flow của bạn đi thì theo mình thì nghe nó khá là đơn giản, cũng gọi là khá là đại trà. Dạ, yeah. Đây là mình keep it real thôi ha. Mình không phải là kiểu công kích gì hết, nhưng mà mình chỉ muốn nói những cái cảm nhận gọi là thật nhất khi mà mình nghe lần đầu nghe những cái sản phẩm như thế này thôi. Ok, nhưng mà keep it up my man, keep it up. Thì anh có gen là chồng tốt, but I'm not ready for marry. A petty after petty, a turn shorty to baddie. Yeah. Sách và ly money up, tao xuất hiện. Bạn này tên là Blockchain đúng không? Mình hay là Three Lock Hand.
mình đọc là blockchain đi ha. Mình không biết đọc tên như thế nào cho đúng, nhưng mà nếu mà có đọc sai thì mình xin lỗi. Ok. Khắp mọi nơi crazy rich Asian, biết chỉ fan cả nữ muốn gọi chơi Atlantis we go and up look xem tao lướt như sao băng cho mày thấy bọn tao vẫn thế cho dù cản bước không sao ngăn không cần flex chỉ nói sự thật nhưng chúng mày cũng đấu tin biết tao tắt mà đầu vẫn gật the speed the fight with whole team more show diễn đều bị tao cướp nghiện còn hơn cả codeine. Oh shit em muốn flirt sorry babe I'm low key we go through all over the roof mấy thằng ngu tryna make a move yeah không thể đủ theo bọn tao được đâu 1337 chúng mày không thể với được giờ thì tới lúc phóng con beat trong phòng thu we gonna show up with the whole gang fuck all the cocaine chắc bọn mày đã quên what khắp nơi đã ra xem chắc tay lên amen khi bọn tao đã quá quen nên ngang ngạo nghễ người lên classic bóp con mày đá số bọn tao vút qua mấy thằng odd còn không mua cái best trip giờ quỷ đã tới chúng mày được cứu ra bắt đầu vài năm trước lên sàn không thể ngăn bước từ bên đồ suốt đến làm nhạc của xa hay tờ vài trăm thước của thành viên từng là fan các thành viên thường là friend tất cả chung một ý tưởng chứa mọi lệch lạc thì tao chẳng quen tìm tiềm năng từ trong ngóc ngách nơi sâu nhất của underground có mấy thằng không giống nghệ sĩ nhưng mà ok. Mình không biết cái verse của bài này với lại cái verse của cái bạn blockchain gì đó thì cái vocal nó bị lớn ác bởi cái beat quá, nhưng mà mình nghĩ cái verse của bài này hay nè. Chỉnh lại cái giọng nó nghe lớn hơn tí xíu thì mình nghĩ nó sẽ nghe hợp hơn tại vì con beat nó bị lớn ác cái giọng cái vocal quá. Quen tìm tiềm năng từ trong ngóc ngách nơi sâu nhất của underground có mấy thằng không giống nghệ sĩ nhưng mà điều đấy với anh chẳng sao tin cả đội sẽ thành công danh tiếng không được ngông sau này mời đi đám cưới có mấy bàn gia đình đông. Hey. Sweet beat à, sweet beat à, ok biết kiểu Nhật Bản hả? Let's go. Let's go. Mang theo sắc chân trình cuộc chơi hay là hãy tìm tao đi. Hey. Tìm được công thức chất như này hay kể cả khó trái phí. Fake masterpieces recipe is when they say I'll be. Ai làm rồi cũng biết này. Let's go, my man. Đôi dây lặp lại slogan Nike. Let's go. Biết để nó tu luyện. You know what's new when we do it. Có hết công đoạn chỉ cứ hát du liền. Chúng mày làm người hầu cho cuộc chơi phát nhà chúng mày vẫn quá như là sai phạt giết người khi on mai lại không biết con số bọn ta đại diện quá quen vì có hai bạn và so sánh trên đầu của bọn tao với chiếc đầu của chúng mày ra đi như thể liên quan và bọn tao có lối đi riêng còn chúng mày bật tự lập đồng lĩnh ảo tương tác với lên xuyên tạc ta phải viên đạn bắt đầu qua hứng chọn từ bọn nhai lại vẫn được vững cause we're bringing the real shit ngôn bút sắc đẹp từ tiêu diệt mấy thằng đàn bà thì cuộc diễn rap khi mọi người sẽ điệu tiền mấy thằng nhóc quên vị trí đứng của chúng mày và dầm gắt lê đồng mày vẫn còn một bất tao dập tắt hết xem lũ chúng mày còn dám cả gắm mày nhắc tên ok bọn tao đang đứng ở đây chúng mày làm sao ho có để dìm đâu tao xuống chẳng thể làm tao lo mày có quên không thích nhưng mà một công kích bọn đi bắt đầu mày tao chỉ cần đến một cái bao to chẳng phải ai khác đâu bọn tao lại ghi điểm anh em kẻ sát nhau đi qua hết nguy hiểm cho dù lực khác nhau có tay trên trap sâu có tay đi fast flow 500 tay di chuyển vẫn cứ bước khi chúng mày đã bị tao bỏ xa lắc không có tao lúc mày nhưng mà điều đó ta chắc mấy thằng quách màu mẹ cũng chỉ tẩu hoa mắt tiền đời vẫn giờ lối đi riêng mình chẳng còn tỏ ra chất tự hai ta đâu ngại phong ba dân tộc thân gầy trong từng đời dòng qua một khi cuộc đời buộc ta sống trong thời cuộc này thì phải luôn biết nhìn rộng và trông xa vẫn bảo vệ chữ tín và luôn biết kiệm lời tâm tư này giữ kín ta. Cái vô cổ hôm này nghe hiền quá vậy. Ý là cô biết nó đang căng hai người trước thì mình cái bạn Slick thì nghe rất là căng luôn. Cái bạn Star hả? STXR mình đọc là Star mà mình không biết cách đọc đúng ha. Nghe vừa đủ còn cái giọng của bạn này thì nghe nó hiền quá. Nghe hiền quá. Ok. Sống trong thời cuộc này thì phải luôn biết nhìn rộng và trông xa, bảo vệ chữ tín và luôn biết kiệm lời, tâm tư này giữ kín ta thản nhiên trên mệt đời, từ dạ chưa bùng lai bỏ qua bữa tiệc mời, đi thay trời hành đạo chẳng mảy may có thiệt thòi, duy ngã độc tôn chẳng cần ai thân, vẫn luôn làm đẹp cho đời như là giai nhân, dù thân xác còn lầm lẽ nhưng thanh danh không phải bận bước thong dong về đâu, chỉ quá trần, một khi đã nói là phải quyết làm, ra tay đưa những đạo bình nhân đi đến tận niết bàn, tay chân rụng rời ta đứng trước vùng trời ngẩng mặt ngạo nghễ và thật hiên ngang, tổ chức một công việc luôn có tổ chức, cuốn hết những sự so bao che, cầm mai công ngạo nghễ bước đi vào nghề. Bọn tao tự làm nhạc cho bọn tao nghe. Mày chăm lên vào số không chịu đổ mực, kiếm tố mà chín phèo như thằng bảo vệ. Muốn trách danh sách đặt tiền của tao ấy, phải về hỏi Trấn Thành dạy cách sao kê. Bốn bò đã sẽ If you know, you know. Trấn Thành sao kê, man. Ok, I like this. Vào nghề, bọn tao tự làm nhạc cho bọn tao nghe. Mày chăm lên bảo số không chịu đổ mực, kiếm tố mà chín phèo như thằng bảo vệ. Muốn trách danh sách đặt tiền của tao ấy, phải về hỏi Trấn Thành dạy cách sao kê. Bốn bo đã xây sầm, gọi được bảo kê. Tao khó chơi để đưa bọn gà vào thế. Súng trên dao kề hay đều có tắp căng vẫn ôm dung chỉnh áo là cách làm
sau để bọn tao giữ tỉnh táo trước những thằng đang hài. Đầu óc bị giang mài không thoát cái tiêu tàn, ta vẫn đứng khoan thai nghe chó sủa ngang tai. Ra khỏi online tao biết mày review xàm, còn bị không cầm nổi thì cứ phát hết sang đời. Khi đang xử lý mà tàu tao vẫn tràn đầy, các cổ phép MC vẫn đang làm hàng ngày. Nếu muốn nhập với tiền của tao thì phải có xác của thằng này. Nhạc hay giang nghiệp phải sạt ngay, chó cắn can cái flow như gạt bay. Đến đây cả gánh say trên hàng khay, vạn vật xoay chuyển nắm chặt trong bàn tay bọn tao. Ăn hết tất cả những con beat mà mày nghe nên giống như cậu bị phát hiện. Trong người làm mày phát điện nên là mỗi khi làm việc bọn tao luôn phải cẩn thận ra để tản nhiệt. Đây là hệ mặt trời chứ không sáng le lói, và nhạc như bộ xe đạp từ giờ trong chẳng hay. Đây là hệ mặt trời chứ không sáng le lói, vào nhạc như bonsai. Đã tới giờ chăm, holy shit, damn. Boss man. Bị phát hiện trong người làm mày phát điện nên là mỗi khi làm việc bọn tao luôn phải cẩn thận ra để tản nhiệt. Đây là hệ mặt trời chứ không sáng le lói, và nhạc như bonsai đã tới giờ chăm chẳng hay từ bao giờ. Cây bút đã tòe ngòi, nhìn đôi tay dính mực nhiều hơn cả bao giờ. Lee Quan Vũ hả? Số phận điểm là tên nó biết nhưng mà lại nhạt thì vẫn mượt. Bỏ qua tay bao lần công kích của mấy thằng hề sắc sượt. Loyalty là vô biên, lối phòng đều bị khai trừ. Sống một đêm như Ronin không bao giờ tờ hai chủ. Lời dễ ra phòng ta không điên giới. Tất hợp đồng học bổng toàn tính công việc mở. Hết EP rồi album tên ta không thể phai mờ. Vẫn còn thang mà chiều fan thu âm trong một cypher. Beat Slayer họ phải tạo những môn chuyên án. Gãy paper lấy một sổ về để viết nhạc cộng đồng. Cái giọng của ông này nghe cũng khá là hiền ha. Mình biết là fast flow nghe cũng tạm ổn, nhưng mà cái giọng khá là hiền. Ở trong nhóm này thì hiện tại mình thấy là có tầm 3 bạn thì cái giọng nghe hiền quá. Đối với con biết nó căng như vậy thì cần một cái giọng nó chiến hơn như cái bạn so pen gì đó trước đấy. Dạ. Đây là keep it real thôi. Ok, đừng có diss mình nha, tại vì mình không có biết rap gì hết đó. Nếu mà các bạn diss mình thì mình chỉ có đăng clip rồi mình khóc thôi. Ok. Nhưng mà shout out cho 1337. Ok. Cypher này khá là chiến đó. Nhất là ai làm ra cái con beat này nữa. Mình không biết là con beat này có lấy những cái side beat free hay không, hay là tự làm, nhưng mà mình chưa có check. Nhưng mà yeah, con beat càng quá. Con fan thuộc trong một cypher. Beat Slayer họ phải tạo những môn chuyên án. Gãy paper lấy một sổ về để viết nhạc. Cộng đồng rap Việt bảo ta tạo sự khác biệt. Đây là 1337. We are grind is bad. Và tạm hiểu cái chúng nó đã vấn lượng vô cuộc sống khi lưu mõ ông kêu hôm qua. Và chúng nó chỉ biết sửa khi tên ta làm dễ dàng ngậm họ. Shut the fuck up và chó ma ma ma. Đến hàng ta mấy thằng gốc tự nhột. Thì cái chất trắng đúng mấy thằng có tử bột. Trời ơi, giọng ông này hiền quá. Chắc là hiền nhất luôn, nãy giờ mình nghe giọng này là hiền nhất luôn. Damn. Thủ chốt để ta dạy chữ một mắc ác nát sắc. Khi tao đi vào ác mình thật giác. Mà phần câu xích lô còn như thác lưu viên sắc. Không nhầm đông khi tao rap là phần đầu. Còn lịch sử là phần sau. Còn ngồi bút đâm xuyên địch vây như quân nguyên. Hát star sát tháp mấy con chó đếc quỳ xuống. Vì buồn trong đại tao thì càng ngày càng khổ. Ngày nào cũng mài ra hoa trao trên bàn mổ. Cái chết là xứng đáng như thua lỗ chứng khoán. Đi trên hạ một lệnh ta cắt cả ngàn cổ. Con cuối được đó, con cuối được đó. Ok. Ở đây ai mà hiểu ý nghĩa của cái từ trên áo của các bạn này đang mặc thì comment phía bên dưới nhé. Tại vì mình không có biết kiểu tiếng Nhật hay gì đó, nhưng mà mình ý là nếu mà các bạn biết thì các bạn comment phía bên dưới để có thêm thông tin, thì mình nghĩ là mình rất là cảm kích các bạn. Ok. Ok hết rồi á. Sâu dài thế. Không còn nè. Một bốn chín mươi bọn ta cứ đến okay. Là đến thôi, có vẻ chúng mày mơ hơi lâu rồi đấy. Dậy đi mấy ông cháu ơi. 2019 nhiều lớn tưởng bọn tao an bài. Cứ nghĩ hai thằng này đã nằm trong quan tài, giờ phải hoảng hốt khi tao bật dậy. Undertaker vì xem phần lyrics, phần flow tao nhai gọn mọi mặt. Hannibal Lecter Let's rơi go rớt. Những thứ mày nằm trên giường như toàn cất Amber Heard. If you know, you know. Johnny Depp và Amber Heard. Nếu mà bạn có theo dõi, nếu mà bạn có xem qua, nếu mà bạn đã nghe qua rồi. Holy shit.
T-Rex vẫn flow tao nhai gọn mọi mặt. Hannibal Lecter, danh hiệu chúng mày đang cố gắng phông và giờ đang rơi rớt. Những thứ mày nằm trên giường như toàn cất. Amber Heard, thêm nóng khi tao đang keng lên sóng. Như Aquaman, điêu luyện tung chiêu tuyệt, siêu việt, tiêu diệt lũ yêu nghiệt, còn khung mau chắp tay vào mật hình. Sơn và Vũ vẫn sừng sững như hai ngọn núi. Đây là đỉnh và đỉnh. 1337, Man Game Time. Let's go, my boy. Và tao hiểu cái chúng nó đã vẫn nhớ không có sống khi đừng ngọt kêu khó quá và chúng nó chỉ biết sửa khi tên. Tổng cộng là có Tề Thiên Đạo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 người ở trong cái crew này. Yeah, ok. Damn. Ta làm dễ dàng ngậm họ shut the fuck up và cho ba ba bỏ đến hàng tá mấy thằng gốc tự nhột. Thì cái chất chẳng mà ta không tự buộc mà nó có thể chủ chốt để ta dạy chữ một. Mắc ác nát sắc khi phút tao đi vào ác mấy thân sát mà vẫn go sick flow. Còn như thác lấy quy sắc không nhập trong khi ta rap là phần đầu. Còn lịch sử là phần sau còn ngồi bút đâm xuyên địch vây như quân. The devil make me do it. Ok. Và đây cũng là cái reaction đầu tiên mà mình xem qua cái những cái sản phẩm của 1337, cái nhóm 1337 này ra và rất là đỉnh, kiểu thứ nhất về beat ha, về mặt hình ảnh ha, hình ảnh rất là đẹp ha, rất là châu chú. Thật ra thì nó cũng không có được đầu tư nhiều nhưng mà nghĩ là như vậy là cũng khá là đủ cho một cái cipher rồi. Bạn không có thể gọi là yêu cầu cái gì nó nhiều hơn đối với một cái cipher như thế này. Và nó kiểu đông người nữa thì đối với mình thì nó quá là ok luôn rồi. Và cách phân bổ bố cục của cái gọi là cái verse của mọi người thì mình nghĩ là cũng khá là ổn. Mà mình rất là thích cái phần no beat khúc cuối cùng. Dạ, yeah, Amber Heard. Dạ, yeah, rất là đỉnh. Và kiểu đỉnh. Đỉnh và đỉnh. Yeah. Và đó là cái reaction của mình cho cái cipher này của 1337. Và dành cho những ai chưa xem qua cái sản phẩm này hoặc là muốn xem lại cái sản phẩm này thì có để lại một cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể click vào và ủng hộ cho 1337 nhé. Ok. Và cái reaction của mình đến đây thôi, và mình mong là mình đã đem lại một cái năng lượng gì đó tích cực dành cho các bạn. Và mong là các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ. Ok. Và cái reaction của mình đến đây thôi. Ok. Và những bước khi hẹn các bạn ở cái reaction video tiếp theo. Không biết khi nào nhưng mà hãy đợi đấy. Peace and I'm out. Bye guys. Woo.